Chào mừng các bạn đã quay trở lại góc bếp của mình ngày hôm nay. Hôm nay gia đình của mình sẽ vào bếp và chia sẻ cái cách làm yến chân đường phèn hạt chia ha. Với cái cách chia sẻ của mình ngày hôm nay thì mình cũng sẽ chia sẻ cái cách mà mình nhặt lông yến làm sao cho nó nhanh, gọn và dễ làm nhé. Đặc biệt là mình chưng yến rất là ngọt thanh và bổ lắm mà. Nếu các bạn nào cảm thấy thích và muốn tìm một cái cách chưng yến đường phèn hạt sen làm sao cho ngon thì hãy theo dõi cách làm của mình ngày hôm nay đi nào. Và đây là tất cả nguyên liệu cùng có. Đầu tiên thì chúng ta sẽ có lá dứa nè. Bên cạnh đây thì mình sẽ có 3 muỗng canh đường phèn. Thêm 1,5 muỗng canh hạt chia. Rồi mình sẽ có 2 tổ yến. Bên đây thì mình sẽ có 10 táo đỏ. 1 củ gừng. Đầu tiên đối với cái phần yến này thì chúng ta sẽ ngâm vào nước. Mình sẽ ngâm vào nước lạnh nha. Và mình sẽ ngâm ở đây tầm 30 phút cho cái phần yến này nó nở ra. Và sau 30 phút thì mọi người thấy rằng cái lông yến nó nổi lên nè. Bây giờ thì mình sẽ mang đi rửa sạch lại nhiều lần với nước. Sau khi rửa nhiều lần với nước rồi thì chúng ta sẽ sử dụng cái tổ yến này. Mình lắc nhẹ ở trong cái một cái thau nước nha. Để cho những cái sợi lông nào nó còn ở trong cái yến này nè. Cái lông to nó sẽ ra trên mặt nước nha. Rồi cái phần này thì mình sẽ mang đi mình rửa và mình luộc. Đó, mình sẽ vũ như vậy nhé. Cái cách này thì mình làm thì mình cảm thấy là nó cũng nhanh, tương đối nhanh và nó không có quá khó. Thì tại vì mình sơ chế tổ yến ở nhà thì làm nó không có giống như ở ngoài. Thì ở đây mình biết làm sao thì mình chia sẻ làm vậy nhé. Còn các bạn nào có cái cách nào mà nhặt lông yến dễ hơn thì chia sẻ cho mình nha. Sau khi mà mình vũ ra, mình lấy hết những cái lông to ra rồi thì chúng ta sẽ lược qua một cái thau nước mới. Và sau khi mà mình lược qua một cái thau nước sạch nè, mình sẽ sử dụng những cái yến mà to ít lông á thì chúng ta sẽ lược như vậy nhé. Đó, mình lược trên mặt nước và mình sẽ sử dụng tay và mình sẽ nhặt hết những cái lông nào to tiếp theo á, mình loại bỏ. Mọi người cứ nên nhặt ở trên nước như thế này thì mình rất là dễ loại bỏ cái lông tơ của nó. Đó, mọi người thấy không ạ? Đây là những cái phần yến mà mình đã lược hết lông rồi nè. Và cứ như vậy thì chúng ta sẽ sử dụng những cái tảng yến lớn, mình lược trên mặt nước sạch. Và mình lược nhiều qua nhiều lần với nước thì chúng ta sẽ loại bỏ hết những cái lông của nó nhé. Và nếu mà mọi người cảm thấy rằng hết cái yến to rồi thì chúng ta sẽ lấy một nhúm yến, mình bỏ vô cái rây và mình sẽ lược. Mình sẽ đãi cái lông nó ra ngoài. Đó, mình lược như vậy nhé. Bỏ vô cái rây và mình đãi ra. Làm như vậy thì nó sẽ loại bỏ hết những cái lông to. Và khi nào mà hết những cái lông to rồi thì chúng ta sẽ sử dụng qua nhíp. Mình sẽ gấp yến này, mình nhấp, mình gấp những cái lông tơ nhỏ nhỏ xíu á, mình gấp bằng nhíp nha. Đó, đây là cách mình làm. Đây, và sau một hồi mình sơ chế nè mọi người, thế mà loại bỏ hết những cái phần lông. Và đây cho mọi người nhìn kỹ một chút xíu nè. Ở đây thì mình sẽ không loại bỏ 100% được, tại vì có nhiều cái lông tơ lắm. Tại vì nếu mà mọi người có thời gian rảnh thì chúng ta sẽ lấy nhíp và mình nhặt nó kỹ hơn nhé. Và cái phần còn rớt ở lại thì chúng ta sẽ lược qua nước như thế này. Đó, mình cho nó lắng xuống rồi nó nổi cái lông lên rồi chúng ta sẽ gạt ra. Đó, bây giờ thì chúng ta sẽ để lên trên lòng bàn tay này ha. Rồi chúng ta sẽ lấy nhíp và mình sẽ gắp từ từ và loại bỏ hết những cái lông còn sót lại. Vậy là chúng ta đã hoàn thành xong cái cách nhặt lông yến. Đây là cái cách của mình chia sẻ nhé. Mình cứ luộc trên nước như vậy. Và đây là thành phẩm của mình nè, loại bỏ được có khoảng 90% lông yến đó. Và đây, cái nước ở đây thì chúng ta sẽ có 600ml nước. Và chúng ta sẽ cho táo vô nè, lá dứa vô và 2 lát gừng vô. Kế tiếp thì chúng ta sẽ cho 2 muỗng canh đường phèn vô. Đó, rồi mình sẽ cho 1,5 muỗng canh hạt chia vô 600ml nước này luôn. Và vừa nãy thì mình có cho tỷ lệ là 3 muỗng canh đường. Nếu mà mọi người thích ăn ngọt hơn thì chúng ta có thể cho cái muỗng canh đường còn lại vô nhé. Bắc một cái nồi nước và sau khi nồi nước sôi lên rồi thì chúng ta sẽ đặt cái tô yến này vô và mình tiến hành mình chưng nha. Mình sẽ chưng cách thủy ở đây và mình sẽ hấp tầm 15 phút. Và sau 15 phút rồi mọi người mở ra vào chúng này. Lúc này thì các anh chị và các bạn sẽ kiểm tra coi cái độ ngọt đã phù hợp với gia đình của mình chưa. Nếu mà phù hợp rồi thì chúng ta sẽ cho cái phần yến vô.
Và sau khi cho phần yến vô rồi thì chúng ta sẽ hấp thêm cỡ tầm 3 phút nữa cho cái phần yến nó nở ra. Và sau khi mà mình hấp được 3 phút thì chúng ta sẽ mở nắp ra và mình sẽ lấy ra ngoài để nguội. Sau khi nguội thì các anh chị và các bạn sẽ cho những cái hũ vô cái hũ thủy tinh để bảo quản lạnh mình ăn dần nhé. Và lưu ý rằng chúng ta không nên hấp quá lâu, tại vì hấp quá lâu thì cái yến của mình nó sẽ bị teo đi, nó mất chất thì nó sẽ không ngon nhé. Chỉ cần hấp 3 phút là được rồi. Và đây là thành phẩm của mình nè. Yến nó nở ra thì cái nước của mình nó sẽ hơi sánh một chút xíu. Và khi mà các anh chị và các bạn bảo quản thì chúng ta sẽ bỏ vô tủ lạnh và ăn dần nha. Vậy là hôm nay gia đình của mình đã chia sẻ xong cái cách làm yến chưng đường phèn hạt chia. Nếu mà mọi người cảm thấy thích video ngày hôm nay thì hãy cho mình một like, một đăng ký ủng hộ tinh thần Cánh Cụt Vợ nhé. Rồi, Cánh Cụt Vợ xin chào cả nhà, hẹn gặp cả nhà vào những video tiếp theo ạ.